Rồi, hello mọi người nha. Nay giới thiệu cho mọi người một cặp siêu lướt luôn. Đăng ký tháng 3 2022. Chủ xe mua mới, biển số Cà Mau luôn. Hai xe này đều đăng ký tháng 3 2022, là mới mua đây khoảng 1 tháng mấy 2 tháng thôi. Con bên tay trái này là GBX Max 300cc nha. Con này giá 61.800.000. Chủ xe mua hết 70 mấy triệu á, xe công thành phố luôn nha, thành phố Cà Mau luôn. Hai chiếc này đều thành phố luôn, đóng thuế 5% rồi. Anh em sao tên toàn quốc đóng thuế có 1% thôi. Rồi HR 155, con này thì lên quá trời đồ chơi luôn. Chủ xe nói mua lên hết 7-8 triệu gì đó nha. Ô đô hai con này chưa được ngàn cây nữa, mấy trăm cây thôi. Con HR thì 70 mấy triệu, 75 triệu, 800 ngàn hay gì quên tiêu à. HR 155. Đó, một cặp cực kỳ đẹp luôn. Nha, quá đẹp mọi người. Nha, hai cặp này là như xe mới luôn. Đó, rẻ hơn xe mới được mấy triệu đó. Rồi, đầu tiên là con GBX Max 300 nè. Con này thì mới ra đây luôn nè, hình như mới sản xuất năm 2022 luôn á. Nha, đăng ký tháng 3 luôn nè, 61.800.000. Bộ đèn led quá đẹp luôn mọi người, thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Hãng GB Thái Lan. Trân trọng giới thiệu. Con này thì nguyên zin rồi, lên cặp đèn chờ sáng nè, với lên bộ ba ga, nhìn quá xịn sò luôn. Nha, kiểu dáng quá đẹp luôn nữa. Hai chìa đầy đủ như xe mới luôn rồi, nha, thuộc ốp xe đao nè. Cặp xe mới này thì không có gì để review hết. Nha. Đó, ốc 8 này kia này mọi người không, sáng trưng, thành phố Cà Mau nha mọi người. Biển số 69 thành phố Cà Mau, 61.800.000 nè. Đó, chủ xe ra biển này kia hết 70 mấy triệu á, rồi thêm đồ chơi nữa. Nè, đĩa nè, ốc tán nè, 7 màu luôn nha, sáng trưng ốc tán 7 màu nè. Đó, không có gì để chê hết nha. Heo bọng này kia là mọi thứ là còn đẹp, dày cui nha. Lên cặp đèn nè, đèn này hai màu hay là hai chế độ á, màu đen với màu vàng nữa. Cách nước này kia nè, quá đẹp luôn, nhìn không khác gì xe mới hết, không có gì để chê hết. Max 300 nè, mình xăng thiết kế quá đẹp luôn. Con này giống như kiểu gì là scrambler gì không biết. Rồi biển số để sau luôn nè, y chang như MT9 với CB1000 nha. Biển số dễ nhìn nè, 00525 Max 300cc nha. Đó, biển số zin nha mọi người, cái này zin nha. Đó, bô vọng nè, GBX nè, bô zin phục zin luôn. Nói chung là như xe mới luôn này, không có gì để review hết đó. Nha. Đó, như xe mới luôn này. Thấy không? Mọi người thấy không, nắp nhớt này kia làm đúng là bài bản, ốc tán sáng chân luôn nè. Đó, như xe mới là không có gì để review giới thiệu nữa nha. Hai chìa đầy đủ, đồng hồ đẹp nè, đồng hồ kiểu mới đẹp nè. Ô đô 738 cây. Chủ xe úp lên CB650. Đó, có đổi màu luôn nè. Mấy công tắc này là công tắc đèn, thấy không? Công tắc đèn mọi người thấy không? Đó. Đó, vô quá to luôn. Quá bự luôn, vô duyên nha. GBX Max 300 vô duyên, kiểu dáng quá đẹp nè, như trai như lại con mà tài chính của em nè. Cái phía ấy phía sau luôn, cái biển số á, kiểu dáng này còn quá đẹp luôn nha mọi người. Hút pha này kia ok hết đó. Hút pha xi nhan này kia là mọi thứ còn lành hết rồi. Có lên bộ ba ga nè, cặp đèn chờ sáng. Thấy không? 7 màu, 87 màu luôn nè.
Thấy không? Ốc tán này ghê sáng trưng nè, ha mọi người không? Quá đẹp luôn, nhìn không có gì để chê hết. Như xe mới là không có gì để khai, để review luôn, không có gì để gọi là để nói nữa nha. Mắt ba tem Thái Lan nè, bị trăng nè, ken sờ beng luôn, bằng sơn bằng sắt nè, quá ken quá đẹp luôn. Cái này là dán cái miếng màu đen mà là miếng dán bình xăng đây, nó là nhìn nó hợp lý hơn nha. Cái này chỗ này hơi trống, hoặc là dán màu đen cũng được nè. Dị đông cùm cái thứ còn đẹp hết không, quá đẹp luôn nha. Đó rồi, 61.800.000 nha, đăng ký 2022 GPX Mark 300 đó. Rồi con bên này là con Yamaha XR cũng tháng 3/2022 luôn, biển số Cà Mau, thành phố Cà Mau, 75.800.000 nha, lên quá trời đồ chơi luôn. Miếng dán bảo vệ nè, xi nhan đồ chơi nè, miếng gì XR nè, Taco này hãng Adeline nè. Đó, chủ xe mô tô quốc nè, chủ xe lên tôi gần 7 triệu á, 7-8 triệu gì đó. Bộ bô nè, bô classic cổ điển nè, nhìn kỳ đẹp. Rồi dán bộ tem nè, dán bộ tem màu vàng phản quang nha mọi người, hình như phản quang nè. Đó, thì em thấy cái màu này là màu phản quang á nha, quá đẹp luôn. Thiết kế bộ tem là quá ok nha, cũng chạy mấy trăm cây mọi người, như xe mới luôn. Đó mọi người thấy không, nhìn cặp xe đúng là siêu lướt luôn nè, ốc tán sáng trưng nè, đĩa nè, đây đó, Cà Mau máy định luôn. Dân chơi mua hai chiếc luôn, hai dân chơi mua hai chiếc về chạy được một thời gian mấy trăm cây, rồi là một tháng trời bán lộ sặc máu luôn đó. Bởi vậy anh em mua xe thì cứ lựa mấy xe lướt mà chơi nha, cho đỡ tốn tiền, mua chi mấy xe mới cho lộ sặc máu nữa nè. Đĩa là không tì vết luôn mà, bô classic quá ngon luôn, full cổ, có lên trên giống giữa nữa nè nha, lên trên giống giữa nè, ốc tán sáng chân nè, bình dầu nè, đồ chơi nè, đó quá đẹp luôn. Hình như tay giặt này cũng lên hay sao mọi người, đúng rồi, hình như tay giặt này lên luôn nè. Đó, tay thắng Adeline nè, tay con Adeline nè, rồi gu năng ghi đông nè, tay bình dầu đồ chơi nè, quá trời đồ chơi luôn. Đó này, đổi bộ zin qua em hỗ trợ đổi cho, tại vì bô nghe cực kỳ hay nên em để về luôn. Đó, bộ zin nó êm ru và nó bự hơn nha. Đó quá đẹp luôn, phuộc để xe đau nè, bảo vệ chóa đèn nè, mọi thứ là còn đẹp hết nè, che két nước nè nha, ốc tán sáng trưng 7 màu luôn nè. Đó quay một cặp xe là không biết có gì để quay luôn nha. Anh em nào mà lấy bô zin thì hỗ trợ em, hỗ trợ đổi cho. Cục máy nè, ốc tán này kia là 7 màu hết, sáng trưng như xe mới luôn, mà rẻ hơn xe mới được mấy triệu nữa. Đó, để tiền đó mình lên CC hoặc là mình mua thêm đồ chơi nữa nha. Con này thì đồ sẵn này, đồ sẵn mà lại rẻ hơn xe mới nữa thì dạy gì mà không mua nha. Đăng ký 2022 tháng 3/2022 luôn. Đó, quá đẹp luôn nha mọi người. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nha. Yamaha XR cặp kiến gù đó nè, lên kiến gù đó nè. Rồi, ngoài ra bên em còn nhiều dòng xe nữa, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nha. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà
nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói trời mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chanh áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây. Cái tiệm của em đây. Đó. Tìm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè, có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Mboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy 2 máy 1 máy 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy 2 triệu thôi à. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều, lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình
cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.